Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã bớt chút thời gian để có mặt tại buổi workshop khởi nghiệp cùng với diễn giả Nguyễn Chế Mạnh của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Tim và nhà trường đã tạo cơ hội để cho buổi workshop này về khởi nghiệp có thể được diễn ra. Nói chung này, lựa chọn lý tưởng để khởi nghiệp tưởng chừng như đó là điều quan trọng nhất phải không? Nhưng không đâu, ý tưởng thôi là chưa đủ, mà để khởi nghiệp thì cần phải có nhiều hơn thế. Đó là thị trường, là khách hàng, còn là tài chính. Và để đem đến một cái nhìn tổng quát hơn về hành trình khởi nghiệp cho sinh viên Thăng Long, thì khoa Quản lý trường đại học Thăng Long đã quyết định tổ chức workshop khởi nghiệp cùng với diễn giả Nguyễn Tiến Mạnh, người đã có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Cái này chúng ta kinh doanh là một kỹ năng chúng ta để học hỏi được. Bản thân em khi mà học lập trình cũng là đi lên từ việc thực hành, và sau khi chuyển hướng thành kinh doanh và vận hành chuyên nghiệp thì anh đã bỏ rất nhiều công sức để học hỏi được nhiều. Ví dụ anh thì phát triển về các công nghệ tiên tiến trên thế giới để áp dụng những công nghiệp phần mềm ở Việt Nam, tuy nhiên thì có một sự khác biệt, đấy là anh ấy muốn nhắm vào phát công nghệ đồ họa để ứng dụng trong hoạt động làm game, kỹ thuật hình di sản Việt Nam và công nghệ giải trí Việt Nam để sánh ngang với cả các cường quốc Nam châu trên thế giới. Và hầu hết chuyên môn sâu rộng và vượt trội của ngành đều do chính anh đào tạo và khá là nghiêm túc và chuyên nghiệp từ khi còn là học sinh. Và thực chất thì khi còn là học sinh cấp 3 thì anh đã tự làm một phần mềm hoàn thiện và được đại học Quảng Ninh Tây cấp học bổng phần phần. Wow, thật là giỏi đúng không các bạn? Cho một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tiến Mạnh, CEO của Interfy, người sẽ đi cùng với chúng ta trong buổi talk show ngày hôm nay. Xin trân trọng mời anh. Đầu tiên thì chào các bạn sinh viên Đại học Thăng Long. Lời đầu tiên mình muốn nói lời cảm ơn đến thầy Vũ Đỗ Quỳnh là hiệu phó của trường, đã mời mình đến chia sẻ cho các bạn trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn câu lạc bộ y học của trường Đại học Thăng Long đã cùng tổ chức buổi workshop. Ngày hôm nay mình đến đây thì muốn chia sẻ cho các bạn hai nội dung chính. Đấy là về khởi nghiệp và về cái dự án công nghệ của bên mình đang phát triển. Thì về cái nội dung về buổi khởi nghiệp thì mình muốn cho các bạn những cái ý tưởng tổng quan nhất về cái quá trình cũng như là về cách thức mà một người từ việc tích lũy kiến thức đến cái việc là ứng dụng ra thực tế thì nó như thế nào. Về cái chia sẻ về khởi nghiệp thì thật ra đây là cái quá trình riêng của mình. Đấy, vậy nên nó có thể không giống với những cái công thức mà các bạn thường thấy ở trên các cái phương tiện mà các bạn hay tham khảo. Đấy, thì mình chia sẻ dưới cái góc nhìn cá nhân của mình để giải quyết vấn đề theo cái hướng tư duy mà mình đang có. Đấy. Còn về cái dự án công nghệ thì mình muốn giới thiệu về các bạn cái ý tưởng cũng như là cái ứng dụng và những cái chi tiết công nghệ ở trong cái dự án đấy, và hy vọng là có một số bạn sẽ hứng thú và tìm hiểu về công nghệ này, cũng như là khi mà công nghệ này ra mắt thì mình mong muốn là đưa đến cho sinh viên một cái công cụ để các bạn đầu tiên là học hỏi, bởi vì là dự án này là dự án mã nguồn mở, các bạn thấy cái công nghệ, các bạn thấy được cái mã nguồn của nó thì các bạn nhìn lại cái quá trình học của mình, các bạn sẽ kết nối những kiến thức ở trong đấy để tìm hiểu nghiên cứu sâu hơn về công nghệ đấy, cũng như là có thể áp dụng cái kiến thức đấy để làm những cái công nghệ của riêng bạn. Tức là bắt đầu chia sẻ về mình có thể có một cái ở đây.